Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền đã chính thức mở cửa trở lại rồi ha các anh chị ha. Nếu mà các anh chị nào mà muốn đến xem xét trực tiếp á, thì có địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Và nhớ liên hệ cho Tuyền nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mà muốn mua online á, thì có thể liên hệ Tuyền này hoặc inbox Zalo Tuyền đây, thì sẽ tư vấn cho các anh chị về cái thủ tục mua online nha. Rồi thì hôm nay thì sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, đời cao, nhưng mà giá của nó thì lại rất là mềm các anh chị, đầy đủ option luôn. Thì bên cạnh Tuyền đây là chiếc MGZF phiên bản 1.5 số tự động, bản tiêu chuẩn nha các anh chị nha. Được sản xuất là năm 2021, xe này là phải nói là mới 99,9% luôn các anh chị, chỉ mới đi có 6.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 498 triệu. Thì xe này á, thôi bây giờ thì mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước đi nha. Rồi, xe này được sở hữu nước sơn là màu trắng ha các anh chị ha, biển Kiên Giang đó, nước sơn còn rất là mới như một chiếc xe mà vừa mới trong hãng ra ha các anh chị ha, mới đi có 6.000 thôi, là mới có bảo dưỡng có một lần thôi đó các anh chị. Đó, nước sơn các anh chị nhìn kỹ Tuyền ha, không có một vết trầy xước nào luôn đó, rất là mới. Xe này biển Kiên Giang ha, 68A19740 nè. Kiên Giang thì hiện tại công an ở tỉnh Kiên Giang thì đã hoạt động trở lại rồi, đã hoạt động trở lại rồi, cho nên nếu mà các anh chị nào mà muốn rút hồ sơ xe hang tên thì vẫn làm được nha các anh chị nha. Rồi cho các anh chị nhìn kỹ phần nước sơn nhìn Tuyền ha. Đó, để Tuyền xem có trầy chỗ nào Tuyền báo các anh chị nha. Ở đây thì Tuyền thấy không có vết trầy xước nào hết các anh chị nhìn ha, không có một vết trầy nào hết. Rồi mình kiểm tra lốp luôn nha. Đây, độ gai dấu còn rất là sâu ha các anh chị ha, các anh chị nhìn nè, còn rất là sâu luôn á. Rồi nhìn sơ hồng âm nhìn Tuyền luôn, mâm cũng không có trầy xước gì hết nha các anh chị nha, không có trầy xước gì hết. Xe này thì năm vỏ, mọi người năm vỏ xin theo xe á. Ở đây lắp vỏ thì nó lật vào trong rồi, vào trong rồi, để tí nữa cho các anh chị kiểm tra đắp vỏ phía sau nha. Đây, đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 9 năm 2023. Rồi, rất là dài luôn. Ở đây thì có dán phim cho các anh chị rồi nè. Tay nắm cửa thì mạ rôm nha, có nút mở cửa một chạm cho mình luôn. Rồi, cho các anh chị kiểm tra phần keo chỉ giùm Tuyền ha. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha, bao tết hãng cho các anh chị luôn đó. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha các anh chị ha. Đó, keo ốc còn y nguyên nha, còn sơn luôn các anh chị. Rồi mình ra phía sau nha các anh chị nha, phía sau ha. Xe này có thì thấy có cảm biến nè, có cảm biến lùi ha, có cam lùi cho mình luôn nè các anh chị đó. Rồi các anh chị nhìn sơ lên phần tắp lô giùm Tuyền ha, tắp lô này cũng bằng da nè các anh chị đó, cũng không có một vết trầy xước nào hết á. Đây rất là mới ha, đây hộc đựng đồ, đây hộc đựng đồ, sách hướng dẫn đó. Rồi ở đây thì thấy có mấy cổng sạc cho mình nè, rồi có cái này là cổng sạc 12V đó. Các anh chị nhìn sơ phần nội thất bên đây giùm Tuyền nha, có trang bị cho mình màn hình luôn các anh chị, màn hình giải trí ha. Đây còn chưa gỡ keo nữa nè các anh chị thấy không, chưa gỡ keo luôn đó. Nhìn sơ dưới đây giùm Tuyền nha, đó học để đồ bê tì tai ha. Ở đây thì Tuyền bỏ quên chìa khóa ở trong rồi, cho nên là không có cho các anh chị không có đề máy cho các anh chị nghe được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nha, quan trọng vẫn là động cơ ha các anh chị ha. Các anh chị nào mà có quan tâm tới dòng xe này thì đến xem xe trực tiếp đi, rồi các anh chị sẽ biết cái độ mới nó như thế nào nha. Rồi trước tiên thì nhìn nhìn Tuyền phần ốc cốp ha, của nắp cabo, keo chỉ cabo, đây tem mát, tem mát từ nhà máy vẫn còn nha các anh chị nha. Nếu xe mà có đâm đụng mà làm lại những cái phần đó thì tem nó sẽ không còn ha các anh chị ha. Đó,
nhìn xuống phòng ốc trên đèn dùm tiền nha. Còn nguyên zin toàn bộ. Đây, xe mới lấy về còn dán nhọn nó ra các anh chị. Đấy, đây, ốc nè các anh chị, ốc nè, ốc mái nè, ốc mái nè, ốc mái nè. Còn sơn luôn nha các anh chị nha. Rồi, tiền đóng lại ha. Trời cũng mưa, mưa rồi sao lần nào tiền quay phim cũng mưa hết các anh chị. Dạo này mùa mưa tới rồi, cho nên là các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe ô tô á, thì mình mua luôn đi. Mua đi thời điểm này á, mình đi tới đi lui thì cho nó bảo vệ sức khỏe mình ha. Rồi thì nhắc lại thông tin một lần nữa ha. Thì đây là chiếc MGZS phiên bản 1.5 số tự động bản tiêu chuẩn đời 2021, chỉ mới đi có 6.000 km thôi, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 498 triệu. Giá đây tiền báo thì sẽ bố cho các anh chị Tí Lộc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ với tôi qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Anh đợt này á, thì bên tiền về cũng một số cái dòng xe 5 chỗ các anh chị, như là EcoSport nè, EcoSport bản Titanium cũng có, bản số sàn cũng có, đời 2016, 2019 ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những cái dòng kia thì cứ liên hệ với tiền thì sẽ tư vấn cho các anh chị nha. Thì trời cũng đã mưa lớn rồi cho nên là tiền sẽ kết thúc video ngày hôm nay tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.